Còn bot 380 đây. Bot 380 6 bot nha. 6 bot 380. Thì mình mở là mình kiếm đồ đồ có giờ ép thôi, để mình lên một set giờ ép ngon ngon chút xíu. Đây. Quyền lực ở quanh đang đang mặc quyền lực set Bạch Long. Đây. Ngon lành rồi, ngon lành rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. 4 năm nha, 4 năm nha, có lúc rồi, 4 năm nha. Coi nào. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bằng game mua truyền kỳ chấm vn anh em ơi. Ngày hôm qua có tham gia PK Class GF thì mình bị loại từ vòng gửi xe rồi. Cho nên hôm nay làm thêm T-Bot để lên cho nó bộ 380. Với lại gom mảnh bó để lên thêm cái vút nữa nha anh em ơi. Cái vút này nó không có lúc, không dám lên 15. Thì ở đây mình làm cái móc mới thì có được 10 đồng xu nha. 10 đồng xu. Đây. 10 đồng xu và 10 và 9 bot. 8 bot trình pen với lại mấy cái bot nguyên liệu này thì không mở, có 6 bot 380. Với lại 5 mảnh búa thì mình đây tổng cộng là có 6 mảnh búa rồi. Còn thiếu 4 mảnh là mình sẽ đủ lên lên một cái bot cấp 2 nữa nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ về test nhân phẩm. Hy vọng là ngày hôm nay may mắn. Từ khi mở bot ơi. Ôi, cánh này nó sáng vậy đây anh em, nó đẹp sáng đẹp thế nhỉ. Mình cất cái bot này nha. Anh em ai lấy cái này thì mình cho thôi. Nguyên liệu sao quên hết năm ấy. Đây tổng cộng 15 đồng xu xíu nó đổi. Bot 380 6 bot thì để đây, chắc là đủ set giờ ép đây. Đây, bây giờ mình mở bot dòng nhé. Bot dòng thì bây giờ nó ra được dòng ngon nên mới được. Đi lên chỗ nào đẹp mở. Rồi, đến đây nha. À, với lại mình nhận đủ cái danh hiệu 4 sao và danh hiệu đại quý tộc rồi. Thì danh hiệu này cũng tạm tạm. Đây. Đi vào chỗ mở huyền thoại nha. Lục luôn cái đầu tiên rồi, vút đẹp lắm. 12 đi, giỏi được 2%. Cái này kha kha ra thấy là vút rồi. Gậy gậy lúc lúc mana rồi, giỏi lại HP luôn rồi, lại vút à, lại nó 10%. Ơi 220 được một cái 20 này. Cộng hướng lên 10 nữa là mắt pin. Rồi. Rồi. Kiếm dòng 12 đi. Rồi 10%. Được, không không có gì hết á. Được một cái nó là thấy tạm được anh em ơi. Ôi win 2.5 của anh ép hôm nay mình mới nhìn đấy, nó đẹp thật sự anh em ơi. Được có cái nó là ngon nha. Ôi cái win nó sáng đẹp thật sự. Chuyển qua ép chơi ta. Còn dân chơi 5 sao không trời. Mình cảm thấy mình nhỏ bé quá. Win bl rồi. Thôi đi mở cái bot dinh pen nha. Bot dinh pen. Kiếm cái dinh vip nữa. Chậm, mình pen này hơi cùi. Một dinh một pen nữa là đẹp. Dinh này lại không có auto HP. Rồi, dinh này cũng không có auto HP luôn. Cùi bắp. Rồi, này có auto HP nhưng không biết bao nhiêu phần trăm. Ở 350. Rồi, lại không có auto HP. 10%. Ôi đen thế. Đồ thật. Ngày mới bot càng đen anh em ơi. Mình có cái vút này, vút không không có lúc, chán nhìn nó chán lắm. Còn 12 nó đến 12 rồi đấy.
Rồi về đây. Rồi, được cái này ngon này. Hy vọng dòng ngon luôn. Rồi, 430, 45, 600 một tuần HP rồi. Phong thủy một thời này. Rồi, pháp thuật lại dòng mana rồi. Bịt ngay mà. Cốt cối. Rồi, được cái này ngon này. 445 nha. Ui, 450. Cũng đỡ, cũng đỡ, cũng đỡ, cũng đỡ. 300, nhưng mà cái này 5% cơ. Cái này nó theo dòng 10. Thôi mình thay cái này đỡ nha anh em ơi. Nó thêm dòng 10, nhìn nó đẹp hơn thôi. Nó phải 4-5 giống vậy nè. Mà cái này nó 300 nhưng 4-5-10. Dư cái này. Dư cái này nó mana. Được một cái tạm tạm. Tạm tạm thôi. Mấy dân trời đứng đây ghê thế. Tối nay là công thành 9 rồi. Anh em nó là chạy đua vũ trang thế. Lần này căng thẳng đấy. Rồi còn boss 380 đây. Boss 380 6 boss nha. 6 boss 380. Thì mình mở là mình kiếm đồ đồ có giờ ép thôi. Để mình lên một set giờ ép ngon ngon chút xíu. Đây. Quyền lực à, quên, đang mặc quyền lực set Bạch Long. Đây. Ngon lành rồi, ngon lành rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. 4-5 nha, 4-5 nha, có lúc rồi, 4-5 nha, bạn nào. Ôi, được 4 HP kìa. Nhưng mà không sao, không sao. 4 HP, được được, có vẻ là hên ở đấy. Đây, 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 tiếp, Bạch Long tiếp. Ôi, gậy thần ma không lúc, mình ghét cái ra vũ khí 380. Ôi, được 20 kìa. Ui, ngon lành. Nhiều người thích, nhiều người thích. Rồi. Bạch Long nào, Bạch Long nào. Thần má, sao lại thần má. Ui, tuyệt vời. Thần ma nhưng mà thần ma ngon nha. Nhưng mà thần ma 44 nha, đỉnh đấy. Thần ma 44 đấy. Được rồi, có vẻ là được ngày hôm nay hên hên được rồi. Đấy, mở nó phải ra như thế. Được rồi, từ từ, Bạch Long mà nó cũng như thế là đẹp rồi. Bạch Long. Rồi, quyền năng không lúc. Coi nào. HP nè. Lên trời trời độ đi. Hai bốt cúi Bạch Long à, chân Bạch Long với mũi Bạch Long. Cái gì vậy, mất bốt sao đùa thật đấy. Ô đùa nhau thật, mất một boss được kìa. Thế hư nổi luôn. Mấy này mở hẳn mất 3 boss rồi. Boss cuối này. Rồi, thần ma. Rồi, từng boss HP nữa đẹp. Boss HP nữa được xét ngon rồi. Bốn giáp thương anh em ơi. Đùa thật, mở càng ngày mất bót. Không hiểu luôn. Được mấy món này. Về về phải cộng hưởng thôi. Mình thì mới được có này, cặp này thần ma lại ngon. Nhưng mình Bạch Long lại hai mất củi. Về cộng hưởng thôi chứ biết sao giờ. Đây. Thần ma là gió ngon. Thần ma toàn ngon ngon không à. Đấy. Chán thực sự. Được một món này ngon này. Món này thì ngon rồi. Rồi, đi làm thêm một phát đổi lồng nữa đi. Coi lồng bây giờ nó đang giá, nó đang nhiều. Ôi, 380 giờ còn 88k. Lông giờ còn 3m. Đồng xu 1m3. Rồi. Ok, lại làm một lông. Hy vọng may mắn. Một lông thì còn dư một lông nữa. Rồi, chơi luôn nha. Lông của vị ông tộc này.
Lúc rồi đẹp. Đang hên mình để mình ra mình đổi để con nào đổi mà thôi bây giờ đổi kiểu gì mình ra đổi quay vào để mình mua đồng xu để mình tăng tiếp á. Nhưng mà đổi mình nhiều khi đổi xong thì thịt ngoài luôn đấy, cho nên là thôi được một phát là được rồi. Bây giờ tối là gom thêm cái nữa là xoay lông vũ con đô nó đẹp rồi, lên được cái danh hiệu với đồ này cũng tạm tạm với đi công thành rồi. Mở bó 380 nhưng gom được hai món nhưng mà cũng chưa có món nào nên hồn hết đấy. Cho nên là cũng chưa có thể mà thay đổi được đấy. Cho nên vẫn phải xài thế này thôi đấy. Thôi video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi, gặp lại anh em những video tiếp theo nha, cố gắng lên full set 380 đấy, bye bye.